Phượng mến chào quý vị khán giả của Duy Dáng Việt Nam. Hôm bây giờ chị thì dự án mà bữa giờ thì chị có ấy là Facebook này kia chị đang làm đó. Nói chung là ngủ đông nhiều quá, giờ chị muốn rã đông chị làm cái gì đó thôi bạn. Giờ nói đang hỏi về tình yêu, hỏi về cái kia mất công nó cho bia vậy này lắm thôi. Xin thưa là cuộc đời tôi các bạn ơi, quay cái này để tôi nói. Xin thưa với các bạn là cuộc đời của cái hỡi thở không phải là dính thị phi, dính drama khá rất là sợ. Nói với các bạn một điều là các không bia về tình cảm của mình, tình cảm này là có thật nha các bạn. Tôi có yêu thương, bắt đầu tôi chính thức tôi tìm hiểu hôm nay là có thật, có thương này là có thật. Nhưng mà tôi đang làm dự án gì đó là tôi đem chuyện này tôi ra bia, tôi không sống tồi bại vậy đâu các bạn. Có nghĩa là nó vô tình, các bạn mới không, vô tình thì nó là như vậy, thì bây giờ hôm mình có thao có thật mình nói thật. Còn cái chuyện mà công việc thì các bạn có thích thương cá thì cá có ấy lên Facebook các bạn, thì cá cảm ơn nha. Hiện tại thì được biết là cũng đã trưởng thành rồi, cũng đang lên độ tuổi trưởng thành. Vậy thì có bao giờ mà em chia sẻ với chị về cái vấn đề chuyện tình yêu hay là có bạn gái hay là Đó, dạ. rồi họ mới hỏi mong cho con có bạn gái không, con thấy phiền lắm, cái chế độ chị lo nó cũng phiền. Sao con 19 tuổi đâu có con gái, nó trời mẹ mới có 19 à. Cái chị nói trời ơi 17, 18, 16 tuổi người ta đã yêu rồi con đó. Đó là các bạn đi, bây giờ con không thích yêu nữa trời. Con coi nào con thấy mẹ cực tình, mẹ lận đận nhiều quá làm con sợ. Nó nói, không, tại vì con đang tập trung học, con không thích phiền. Hỏi phiền sao con, ví dụ bây giờ con đang học tự nhiên kêu con đi mua trà sữa này kia sao mẹ. Tại vì bạn nó ba đứa, nó có bốn đứa mà ba đứa thì cũng có bạn gái hết rồi, có một mình nó có bạn gái thôi. Nó đang nữa đang đi uống cà phê tự nhiên cái là nó làm đi uống mua trà sữa cho bạn gái kia, có cái con thấy phiền á, con muốn cái chị nói là chị nói vui chứ, nó chắc con chưa gặp một nửa của con, cái chừng gặp một nửa của con rồi em, mẹ nó bơ môi mua cho mẹ trà sữa dù gì thì con phải chọn lựa đó, con mua cho bạn gái con trước đó. Nói chung thì hiện tại giờ ông bom nó đang đặt cái vấn đề học của nó lên hàng đầu em. Chị sẽ sợ phiền như có một cái mà thì chị có sợ là cái trực quan những cái Đó, chị có hỏi bông rồi đó, bông nói không, bông nói không phải đâu mẹ, con có sợ cái nhìn mẹ mà con, tại vì con là con trai mà. Nhưng mà khi con yêu rồi đó, khi con quyết định là con phải có bạn gái thì 25 tuổi cũng 30 tuổi con thấy cũng không có muộn. Bây giờ cái điều thằng bom nó làm chị biết được, chị hiểu được là nó muốn kiếm tiền, nó tự lập nó kiếm tiền. Để thứ nhất nó lo cho bản thân nó, cái thứ hai là nó có nói chị là con muốn sau này là con với mẹ đi du lịch, con muốn con mẹ phải đi du lịch, con nói vậy. Có nghĩa là nó muốn kiếm tiền, nó lo cho chị á, kiểu vậy. Đại học và bước vào chương trình đại học thì chị có thể chia sẻ về vấn đề học cũng như là cách mà chị quan tâm đến đến học. Cái quan tâm của chị là cái gì, chị không bắt người qua học nhiều. Chị chỉ nói là con ơi con phải biết sắp xếp dụ giờ nào học. Có bữa chị thấy tới 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ, chị mở cửa phòng thì chị thấy nó đang ngồi vẽ, tại vì con học về công nghệ thông tin mà về đồ họa đó. Rồi nó bày trong phòng nó quá trời luôn, cái mà chị vô chị sắp xếp nó, mẹ 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 đừng đụng vô cái đó, là hồi con kiếm mệt lắm. Cái chị nói là ừ con xong là con ngủ sớm, nó mai con phải nộp bài đi cái nọ. Thì cái cách quan tâm của chị là chị nói là con đừng có phí sức nhiều quá. Nó nói con biết, con biết, ví dụ sáng mai con không đi học buổi sáng thì con ngủ nhiều xíu kiểu vậy. Chứ chị không có ép là bom phải học sao, phải ngủ giờ nào ngủ, phải ngủ giờ nào học, phải học không có. Đại học mà em, đại học thì chị biết là cái việc học nó hay bị lung tung, nó không có như, như trung cấp hay là mẹ Không kia có hết. thể ổn định. Đúng rồi thì đó, cho nên là cái điều chị quan tâm, cái điều chị yên tâm bom nhất là gì luôn. Thứ nhất bom chọn bạn rất là hay. Cái thứ hai từng tuổi này là bom biết là sắp xếp về việc học nào học và thể hình, bom được tập gym á, rồi bạn bè nó cái gì bom sắp xếp ra đâu vào đó. Bố có hay chia sẻ với bạn về bạn Bà nó qua hoài vậy, ông bà qua hoài chở nó đi đi ăn, hai cha con đi ăn
hoặc là ông bà nhắn nhắn tin cho chị mai bom mới đâu đâu, hoặc là ông bà điện cho nó không được thì điện cho chị, ú bom đâu tôi điện không được, chị bà phượng nó thôi, rất là thoải mái em, không có gì là nặng nề, chị với ông bà với ông bom gì nặng nề. Con trai ấy là sống tình cảm rồi dành nhiều sự quan tâm cho mẹ cũng như là yêu thương đó, thì em thấy là hiếm khi nào mà đứa con trai nó như vậy thì chị có thấy cũng như là cảm động hơn sợ vì những cái điều mà con trai đã dành cho mình. Tại vì hiếm khi mà ở độ tuổi trưởng thành nó có cha mẹ nào mà hòa hợp với con, chị có thể là chia sẻ những cái bí quyết mà bí quyết của chị là gì nè. Chị luôn luôn nói con là bom ơi con học của cha đó. Có nghĩa là không cha đây có nghĩa là không phải là cha con chết. Có nghĩa là con không có gần cha, nó đúng nghĩa là con không có gần cha. Thì con phải sống làm sao để người ta nói là mày nhìn đi, nó không có cha đó. Không, mà nó vẫn học còn tốt, chứ đừng có để ta nói là ui sinh không có cha đó. Hai câu thái độ nó khác nhau. Thì tính lẽ đó thì chắc là bom nó thâm nhập vô cái đầu nó thì nó sẽ sống tốt hơn, từng ngày nó học tốt hơn. Thằng bom nó tự học không em, không cần phải ép nó học cái nỗi mà chị nói là chị thấy học cái chị nói là lúc mà nó gần đi đại học á, vô thấy trời cho nó nghỉ học đi con, hồi lớp 11 chứ, nghỉ học đi con, học cái này mẹ mất con đó. Nói trời mẹ ơi cháu muốn học không được, con mẹ kêu con nghỉ học. Cái chị nói là mẹ sợ con bị stress, con bị khùng mẹ mất con á. Nó không có đâu. Đó có nghĩa là gì? Thằng con nó tự hết, nó tự lập, nó tự lấy, nó không muốn ai nhắc nhở nó, không muốn là phiền nó. Nó cũng muốn là ai làm phiền nó không muốn ai là coi như là nó làm phiền ai cái gì. Thì chị yên tâm về con rất là nhiều, là chị luôn luôn ngồi mỗi đêm mỗi ngày là chị có ít nhất nha, phải chị về mà ấy, nó con nó còn đang học, chị không làm phiền. Còn nó đang ví dụ nó chơi chút xíu điện tử này kia, nó bom cho mẹ nói chuyện chứ người tâm sự này kia đó. Mình tạo khoảng cách này kia đó là thằng bom nó gần gũi mình nè. Chứ khi về mà mình hay la nó tại sao không này kia nọ, đâm ra nó bị co lại, có cái gì nó không tâm sự với mình. Có nhiều cái chị nói chuyện nó vui lắm. Các Phượng cảm ơn mọi người nãy giờ ngồi lắng nghe các Phượng nói này nọ đâu kia kia nọ trong cuộc đời mình, cuộc đời của các thì gọi là viết làm tự truyện cũng được các bạn. Nhưng mà mình mong là từ đây về sau nó sẽ yên ả hơn trong cuộc sống, trong công việc, trong tình yêu. Thì mong các bạn là như các cũng thường nói là ai cũng có cuộc đời để sống. Khi xem các bạn đừng có chửi các là con mụ già thì lúc nào cũng tạo drama. Thưa các bạn, tạo cũng chả được cái gì đâu các bạn. Chỉ làm cái sự nó vô tình nó cứ kéo tới như thế này. Rồi giờ báo chí cứ hỏi tôi từ chối thì tôi sợ phiền lòng, mất công báo chí nó ủa con mẹ này cứ này kia kia nọ. Thì những cái gì các chia sẻ đây là thật sự là hoàn toàn là có thật, là thật sự là các đang thương, các đang gọi là đặt gọi là chính thức về cái tình yêu này các bạn. Còn tốt đẹp hay không mà mình không có biết nha các bạn. Còn nếu không tốt đẹp thì tôi cũng nói nữa các bạn. nói về hỏi công việc của anh này, cái mặt chừng nào cho biết mặt này kia, các không công khai, các muốn giữ cho riêng mình các bạn. Đó thì mong các bạn là thương, ủng hộ và chúc mừng các, rất là biết ơn. Còn ghét các mà nói ồ con mẹ già này sao lúc nào cũng này kia nọ thì cũng cảm ơn luôn các bạn. Sao cũng được hết trơn các bạn. Chúc các bạn nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị khán giả của Duyên Dáng Việt Nam.